Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến bộ môn ngữ văn khối lớp 7. Trước khi vào bài mới, thầy trò chúng ta sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ. Dùng từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ trống sau. Chỗ trống đầu tiên chúng ta điền kính trên nhường dưới. Chỗ trống thứ hai, cá lớn nuốt cá bé. Chỗ trống thứ ba, trước lạ sao quen. Chỗ trống thứ tư, có mới nới cũ. Chỗ trống thứ năm, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Các bạn thấy những cụm từ này có quen không? Rất quen phải không các bạn? Bởi vì đó là những thành ngữ mà chúng ta thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Vậy thành ngữ là gì? Cấu tạo như thế nào? Sử dụng thành ngữ có tác dụng gì? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Tiết 47. Thành ngữ. Một La Mã, chúng ta tìm hiểu thế nào là thành ngữ. Một nhỏ, khái niệm. Ví dụ, nước non lần đận một mình, thân cò lên thác xuống gần bảy nai. Chúng ta để ý cụm từ lên thác xuống gần. Trước khi tìm hiểu cụm từ này, thầy sẽ cung cấp cho các bạn khái niệm thác và ghềnh qua hình ảnh. Thác: nước đổ từ trên cao xuống dưới theo phương thẳng đứng. Các bạn thấy những con thác này nó nguy hiểm không các bạn? Nó rất nguy hiểm bởi vì nước chảy xiết, bởi vì lực nước như vậy có khả năng cuốn trôi chúng ta và tất cả mọi thứ theo cùng. Phải không các bạn? Chưa kể ở dưới là một vực sâu. Đây là gành đá. Các bạn thấy có nguy hiểm giống thác không? Cũng nguy hiểm không kém, phải không các bạn? Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng chứa đầy những rủi ro. Nếu chúng ta đứng ở trên bên rìa những cái mỏm đá này và chúng ta gặp một cơn sóng dữ, thì có thể chúng ta bị cuốn trôi, trật ngã. Bây giờ ta quay trở về tìm hiểu cấu tạo của cụm từ lên thác xuống ghềnh. Đầu tiên các bạn thử thêm thác từ ngữ vào trong cụm từ này xem thế nào. Thầy thêm lên trên thác xuống dưới ghềnh. Các bạn thấy có cần thiết thêm từ trên và từ dưới nữa không các bạn? Thác thì ở trên cao, ghềnh thì ở dưới thấp, thì từ trên từ dưới thừa từ, phải không các bạn? Hay lên trên thác cao, xuống dưới ghềnh sâu cũng vậy. Thác thì cao, ghềnh thì sâu, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta không cần những tính từ này thêm vào. Như vậy, hay lên núi, xuống rừng thì nghĩa nó lại khác rồi, phải không các em? Như vậy chúng ta không thể nào thêm thác và thay thế từ ngữ trong cụm từ lên thác xuống ghềnh được. Vậy chúng ta có thể đổi vị trí các từ ngữ ở trong cụm từ này không? Chúng ta thử đổi lên ghềnh xuống thác. Lên ghềnh xuống thác, vậy vị trí của người nói đang ở đâu? Không thể xác định được, phải không các em? Lên xuống thác ghềnh. Thác ghềnh là một nơi nguy hiểm như vậy. Nếu nói lên xuống thác ghềnh thì công việc lên thác xuống ghềnh này nó chẳng khác gì là chuyện chúng ta đi lên xuống cầu thang hàng ngày. Không có gì là nguy hiểm cả. Đánh mất tính chất nguy hiểm của cụm từ này rồi. Chúng ta cũng không thể thay đổi vị trí của các từ ở trong cụm từ này. Một cụm từ mà chúng ta không thể thay đổi vị trí của các từ ở trong đó, cũng không thể thêm bớt từ ngữ, ta gọi cụm từ này có cấu tạo cố định. Như vậy, cụm từ này có ý nghĩa gì vậy các em? Nước non lận đận một mình, thân cò lên thác xuống ghềnh bảy nai. Cụm từ này nói về những cuộc mưu sinh vất vả, chứa đựng lắm hiểm nguy. Đặc biệt trong bài ca dao nói về nỗi cơ cực vất vả lắm hiểm nguy của người nông dân trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Chỉ với bốn chữ nhưng mà đã khái quát lên được một ý nghĩa như thế. Ta nói cụm từ này nó đã biểu thị được một ý nghĩa hoàn chỉnh. Chốt lại, một cụm từ có cấu tạo cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh, ta gọi đó là thành ngữ. Vậy thành ngữ là gì?
Thành ngữ là một cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cần phải lưu ý. Nói sông cạn đá mòn, chúng ta cũng có thể nói sông có thể cạn, đá có thể mòn. Nói ba chìm bảy nổi, chúng ta cũng có thể nói bảy nổi ba chìm. Nói đứng núi này trong núi nọ, chúng ta cũng có thể nói đứng núi này trong núi khác. Như vậy, nói thành ngữ có cấu tạo cố định, nhưng tính cố định của thành ngữ cũng chỉ là tương đối ở một vài thành ngữ. Nhớ điều đó nha các em. Chúng ta đi qua lưu ý thứ hai. Khảo sát những thành ngữ sau. Sơn hào hải vị, ngày lành tháng tốt, một nắng hai sương, gần nhà xa ngõ. Các bạn thấy về số lượng chữ ở trong bốn thành ngữ này, các bạn thấy nó là sao? Nó đều là số lượng chẵn. Nên chúng ta có thể chia làm hai, phải không các bạn? Và chúng ta phát hiện rằng thành ngữ nó có cái kết cấu đối xứng. Sơn hào, hải vị, ngày lành, tháng tốt, một nắng, hai sương, gần nhà, xa ngõ. Đó là một đặc điểm để chúng ta nhìn vào, chúng ta nhận biết thành ngữ. Chúng ta nhớ điều đó. Và các bạn nhớ giùm thầy nha, thành ngữ nó cũng khác tục ngữ nha các em. Tục ngữ là một câu văn hoàn chỉnh, có đầy đủ các bộ phận. Còn ở đây, thành ngữ nó không phải là một câu, nó chưa thành một câu. Nó chỉ là một cụm từ xét theo đơn vị ngôn bản. Nên chúng ta không gọi thành ngữ là câu thành ngữ, mà chúng ta chỉ gọi là thành ngữ mà thôi. Các em lưu ý điều đó. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhìn hình đoán thành ngữ. Hình đầu tiên, các bạn biết thành ngữ nào phù hợp với hình này không? Kẻ cấp gặp bà già. Thành ngữ thứ kẻ ăn ốc, người đổ vỏ. Thành ngữ ba, giận cá, chém thớt. Thành ngữ thứ tư, gấp lửa, bỏ tay người. Thành ngữ thứ năm, thọc gậy, bánh xe. Thành ngữ thứ sáu, đổ thêm dầu vào lửa. Thứ bảy, rất quen thuộc phải không các em? Mẹ tròn con vuông. Thành ngữ thứ tám, vạch áo cho người xem lưng. Thành ngữ thứ chín, đàn gãy tai trâu. Thành ngữ thứ mười, vắt cổ chày ra nước. Trong hình ảnh là cái chày mà chúng ta dùng để giã tiêu, giả tỏi ở nhà hàng ngày khi chúng ta nấu ăn đấy các bạn. Thành ngữ thứ 11, há miệng chờ sung. Rồi, đây là bài tập về nhà. Các bạn về nhà thử xác định xem những emoji này nó tương xứng với thành ngữ nào. Các bạn làm vào vở bài tập cho thầy theo thứ tự 1 cho đến 8 ha. Rồi, chúng ta đi qua tìm hiểu phần thứ hai trong một La Mã, nghĩa của thành ngữ. Các bạn nhìn hình, các bạn đoán được thành ngữ nào không? Nhìn hình đoán ngay, đó là tay bế, tay bồng. Chúng ta nhìn lên hình, chúng ta thấy người đàn ông này thế nào? Một tay thì bế một đứa bé, một tay thì đang bồng một đứa bé thứ hai. Như vậy chúng ta nhìn, như vậy cái nghĩa của thành ngữ này nó được hiểu theo nghĩa đen. Có nghĩa là chúng ta ghép nghĩa của các từ ở trong thành ngữ này là ra nghĩa của thành ngữ, không cần phải suy luận, không cần phải suy đoán làm gì, phải không các bạn? Hay trong hình ảnh này tương xứng với thành ngữ mưa to gió lớn. Các bạn thấy không? Mưa thì to, gió thì lớn. Thành ngữ này cũng được hiểu theo nghĩa đen. Nghĩa của thành ngữ này cũng được hình thành từ nghĩa đen. Chúng ta nhìn hình, chúng ta đoán được thành ngữ nào không? Nhanh như chớp. Thành ngữ này chúng ta không hiểu theo nghĩa đen các bạn ha, mà ở đây có biện pháp so sánh. Chúng ta phát hiện ngay, bởi vì từ so sánh là từ như.
Như vậy, thành ngữ nhanh như chớp, nghĩa của nó được hình thành từ việc chuyển nghĩa qua biện pháp so sánh. À, thành ngữ này lúc nãy thầy đã cho bài tập rồi đó. À, vắt củ chày ra nước. Vắt củ chày ra nước, củ chày nó làm bằng gỗ, bằng đá, vậy mà vắt ra nước luôn các bạn. À, như vậy thành ngữ này dùng để phê phán những con người tham lam lại có bản tính keo kiệt. Như vậy rõ ràng thành ngữ này không được hình thành theo nghĩa đen, mà được hình thành theo nghĩa chuyển bằng biện pháp nói quá. Hay thành ngữ đàn gãy tai trâu. Thành ngữ này có nghĩa là nói chuyện với những kẻ thiếu hiểu biết. À, như vậy ở đây có biện pháp chuyển nghĩa theo phương pháp ẩn dụ. Các bạn cùng nhau đọc nhanh cái câu chuyện này. Từ Đức Ngôn yêu công chúa Nhạc Sương, em gái Trần Hậu Chủ, gặp buổi nước Tần suy loạn. Từ Đức Ngôn nói với công chúa nên có vật gì làm tin để sau này tìm được nhau, rồi lấy gương đập vỡ làm hai mảnh, mỗi người giữ một nửa, hẹn sau năm vào ngày rằm tháng giêng đem bán ở kinh đô. Nước Tần bị diệt, công chúa phải vào hầu hạ nhà Dương Tố. Đúng hẹn, Từ Đức Ngôn tìm vào chợ kinh đô, thấy một người hầu gái đem bán mảnh gương vỡ. Từ Đức Ngôn lấy nửa gương của mình ra khớp lại thì thấy vừa vặn, mới về đề bài thơ gửi lại. Công chúa nhận được thơ khóc lóc thảm thiết. Dương Tố biết chuyện mới lấy làm mũi lòng độ lượng, bèn mời Trần Đức Ngôn đến và giao trả công chúa cho hai người đoàn tụ. Như vậy cái thành ngữ gương vỡ lại lành hình thành từ cái giai thoại này đó các em. Như vậy, ta có thể nói nghĩa của thành ngữ được hình thành theo ba hướng. Hướng thứ nhất là hình thành từ nghĩa đen, tức là chúng ta tổng hợp nghĩa của các từ trong thành ngữ sẽ được nghĩa của thành ngữ. Hướng thứ hai, qua hiện tượng chuyển nghĩa, qua các phép so sánh, nói quá, ẩn dụ. Hướng thứ ba là nó hình thành từ một giai thoại, tức một câu chuyện. Các em cũng lưu ý, trong thành ngữ Việt Nam có rất nhiều những thành ngữ Hán Việt. À, các bạn có thể về nhà tra nghĩa của những thành ngữ này ha. Nhất phàm phong thuận, bách chiến bách thắng, tôn sư trọng đạo, hữu xạ tự nhiên hương, nhàn cư vi bất thiện, quân tử nhất ngôn, tống cựu nghinh tân, tứ hải giai quân đệ, phu sướng phụ tùy, ác giả ác báo, an cư lạc nghiệp, an phận thủ thường, bán tính bán nghi, biệt vô âm tín, cải tà quy chính, cẩn tắc vô ưu, giả nhân giả nghĩa, vạn sự khởi đầu nan. Các em về nhà tra trên mạng để chúng ta hiểu rõ hơn nghĩa của thành ngữ này ha. Chúng ta đi qua phần 2 La Mã sử dụng thành ngữ. Đầu tiên mình tìm hiểu chức vụ ngữ pháp của thành ngữ, tức là thành ngữ là giữ chức vụ ngữ pháp nào trong câu. Chúng ta khảo sát ví dụ A. Được voi đòi tiên là thành ngữ nói lên sự tham lam, được cái này lại đòi cái khác. Các bạn thấy, được voi đòi tiên trong câu này đóng vai trò là chủ ngữ. Như vậy, câu B, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước ngon. Thành ngữ bảy nổi ba chìm trong câu B đóng vai trò là vị ngữ trong câu C. Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào một cái hang, ... phòng khi tắt lửa tối đèn thì em chạy sang. Chúng ta có thành ngữ tắt lửa tối đèn. À, thành ngữ tắt lửa tối đèn này đứng sau danh từ khi, bổ nghĩa cho danh từ khi. Như vậy, ta nói thành ngữ tắt lửa tối đèn đóng vai trò làm phụ ngữ trong cụm danh từ. Như vậy, thành ngữ thường giữ ba chức vụ ngữ pháp ở trong câu: chủ ngữ, vị ngữ và phụ ngữ trong các cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ. Hãy so sánh hai cách nói sau. Cách 1. Mẹ em quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên cánh đồng quê. Bà ấy là một người được voi đòi tiên. Cách 2. Mẹ em quanh năm làm lụng vất vả cực nhọc trên cánh đồng quê.
bà ấy là một kẻ tham lam, được cái này lại đòi cái khác. Các bạn thấy cách một là có sử dụng thành ngữ. Thì nó sẽ ngắn gọn, hàm xúc, có tính hình tượng và tính biểu cảm cao. Và thành ngữ là một trong những cụm từ được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày của chúng ta, các bạn ha. Mẹ ta thường la ta: mày đừng có được voi đòi tiên, người ta có cái gì mình đòi cái đó là không được nha con. Hoặc là cái gì? Là người học, là học sinh, phải biết tôn sư trọng đạo. Mày làm hành động đó tạo bản tính bản nghi lắm nha, vân vân, phải không các em? Và đây là sơ đồ để tổng kết lại kiến thức về thành ngữ. Lát nữa các bạn sẽ có phần ghi bài, các bạn không cần phải ghi, chúng ta chỉ nắm được cái sơ đồ này thôi. Chúng ta qua phần luyện tập. Bài tập 1: tìm và giải thích các nghĩa của các thành ngữ trong những câu sau đây. Đến ngày lễ tiên vương, các lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng tới chẳng thiếu thứ gì. Chúng ta có thành ngữ sơn hào hải vị, nem công chả phượng là những món ăn ngon, quý hiếm, đắt tiền. Một hôm có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua đó, thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng, người này khỏe như voi, nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu. Lý Thông lân la gợi chuyện rồi gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em, sớm mồ côi cha mẹ tứ cố vô thân, này có người săn sóc đến mình. Thạch Sanh cảm động vui vẻ nhận lời. Chúng ta có hành ngữ khỏe như voi, nghĩa là rất khỏe. Chúng ta có hành ngữ thứ hai, tứ cố vô thân, nghĩa là nghèo khổ, không họ hàng, không người thân thích. Câu C: chốc đà mười mấy năm trời, còn ra khi đã da mồi tóc xương. Chúng ta có hành ngữ da mồi tóc xương, chỉ những người già, tóc đã bạc, da đã nổi đốm đồi mồi. Bài tập 3: điền vào chỗ trống để hoàn tất những thành ngữ lời ăn tiếng nói. Một nắng hai sương, ngày lành tháng tốt, no cơm ấm áo, bách chiến bách thắng, sinh cơ lập nghiệp. Các em về nhà tra trên mạng những thành ngữ này để chúng ta hiểu nghĩa của những thành ngữ này ha các em ha. Rồi, đây là phần ghi bảng. Các bạn không cần phải vẽ những cái đường cong giống như vậy đâu. Các bạn chỉ ghi kẻ làm sao cho dễ hiểu và dễ thấy nhất theo khả năng của mình mà thôi. Các bạn về nhà xem lại bài học, làm các bài tập 2, bài tập 4 vào trong vở bài tập. Tìm hiểu thông tin về nhà thơ Xuân Quỳnh, trả lời các câu hỏi trang 151 để chuẩn bị cho văn bản Tiếng Gà Trưa nhé các em. Chào các em, chúc các em luôn học tốt. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.